cho đồ ăn buổi sáng. Lắm nó cảnh gãy để mới cho hai chó điên nó kè nhau các bạn nhé. Đấy, đây em này là độc nhãn lăng này, hình như bị trọi nhau hỏng một cái mắt à. Đây là em Godzilla nhà mình này. Đó, Godzilla này em này bây giờ chắc phải có khi phải 1m4 rồi đó. Rồi nó rất chỉ là khổng lồ, gồ cao gai thẳng tưng, từng cái gai một nét căng luôn. Đây là em Hypo. Đấy, nhắm mắt không thèm nhìn đời đấy. Đấy, cái dàn gai rất là khủng, gù nhé. Gai nó mọc chéo ngược lên như này các bạn nhé. Đấy, em này phối được hai mùa rồi, năm nay ra được khoảng vài trăm baby. Màu rất là sáng cộng với đỏ. Đây là em Godzilla hôm trước mới khỏi cho mũi xong rồi, cái ở nhà chả biết sao nó tông cái gì, thả mình thả con này ra cái nó tông bể luôn cái mỏ. Thế là khỏi được một thời gian này bể. Đó. Này là con này là độc nhãn long hay gọi là thế chột. Này, ngày xưa sung lắm, bây giờ rất là hiền. Gãi sướng khoái, gãi cái đầu cho khoái. Thế chột rồi, thế chột. Bị phá quá, chột hết cả mắt luôn. Hằng này để mai mốt cái em hai bô kia của mình nó lớn hơn xíu nữa thì một là mình sẽ chia lại cho bạn nào đam mê, hay là mình sẽ để mình phối chơi vậy đó. Nhà bây giờ nó dư rồi, có hai em hai bô rồi. Còn ở bên này thì bóc cho nó tí, đang lột cái chỗ này nó là lên nó đỏ au rồi các bạn. Đây là em thấy chột nhà tôi. Bên này là tu blue nè, tu blue này nó đen thưa lù đó. Sáng mai cho các bạn nét chạm nhau tí vậy thôi. Này được cái là nó rất chi là hiền, ngày xưa về nó giữ nhưng mà bây giờ đó hiền khô. Đây là nhà của em ở đây. Đó, nhìn thấy không? To, em này bự chảng luôn. Đây là em Bloodline nhập. Đây là mẹ con nhà. Còn nhà MNOT. Đây là em Blue Hypo. Trên này là một mớ nha các bạn nha. Chào cả nhà buổi sáng nha.